Chào anh em, thì hôm nay mình có nhập đội một cái phôi hải châu rất đẹp anh em. Cái phôi này phôi hải châu lá nhỏ nhưng mà anh em, mà nếu cái hàng cỡ này mà cái bộ đế như cỡ này, nếu anh em mình có chơi giao lưu hải châu á mà đúng mà cái hàng xịn gì đó, ha thì anh em mình biết liền nha. Và anh em để ý nha, mấy cái dòng này á là đa số là nó thường là anh em mà nó nằm kẹt trên cái hốc đá rồi giữa hai hốc đá hai bên đó mấy anh em, rồi rồi rễ nó đưa xuống đây ha, rồi rễ nó đưa xuống đây, rồi nó người ta phải cậy đá như cái kiểu gì đó rồi người ta mới thấy được cái cây ra như thế này mấy anh em. Và đúng phôi hải châu lá nhỏ người ta cam kết như gì thì cái giá phôi nó rất cao, cái giá phôi của nó rất cao rồi nha mấy anh em. Chứ những cái phôi như thế này mà đúng là cái hàng lá nhỏ xịn cam kết cho anh này không dưới 5 triệu một cái phôi như thế này, anh em lưu ý cho mình ha. Chứ còn mà những cái phôi nhưng mà thường thường như thế này người ta bán cho anh em chỉ khoảng triệu triệu rưỡi đồ thì không có bao giờ có hàng lá xịn được, anh em lưu ý ha. Đó là những cái cây như bướm gai hay là cây hải châu lá lớn lá to gì đó thì người ta bán cho mình để giờ mình trồng ha. Còn cái đây là nó dòng có lá đàng hoàng luôn, mình nó kẹp đá đàng hoàng. Và đây để nó xuống đây người ta phải dùng cái con đội hay gì đó người ta lấy đây, rồi mình thấy cái rất là đẹp và mình đầu tư mình giao lưu cái này. Thì giờ mình chia sẻ với mấy anh em về những cái kỹ thuật trồng này ha mấy anh em ha. Đó, thì đây. Thì cái cây này anh em thấy không? Khi mà người ta lấy á, để bảo toàn được cái cây của mình mà khi mà vận chuyển về nó sống á, thì buộc là người ta phải bó từ ở ngoài ngồi núi non ngồi biển đảo rồi trên núi rồi đó người ta xuống mà người ta phải bó bằng keo nè, cái định vị cái rễ nó không gãy nha mấy anh em. Mình vừa kiểm tra hết cái rễ nó không gãy cái rễ nào nha mấy anh em, không gãy cái rễ nào hết. Đó là cái điểm thứ nhất của cái việc mà lấy phôi anh em mua là phải kiểm tra. Cái thứ hai, để những cái phôi hải châu mà nó dè mà người ta cắt cái kiểu lùng lực đau như thế này thì ở dưới này cái dàn rễ non phải nhiều là mấy anh em, dàn rễ non nó nhiều. Và chúng ta vừa xử lý những cái cây mà cái dàn rễ như thế này này, anh em lưu ý những cây nó có nhiều rễ non đối với dòng hải châu về cái dàn rễ nó như thế này này, anh em mình vô ủ liền mấy anh em. Vô ủ là chúng ta sẽ đem vô chậu, chúng ta sẽ bỏ sơ dừa vô chúng ta ủ trong chậu luôn đó, chứ chúng ta không có nên để ở ngoài khô nhiều quá. Chỉ những cây mà rễ nó độc á, hay là rễ nó ít á, thì anh em mình để ngoài khô. Còn đối với những cây mà rễ nó nhiều thì anh em mình ủ vô chậu luôn ha, đem ủ vô chậu luôn. Và chúng ta xử lý thì phải keo và bo mặt cắt như thế này nè mấy anh em. Anh em ha, mình phải bo mặt cắt như thế này. Và chúng ta phải xử lý keo thật kỹ nha, xử lý keo thật kỹ. Những cái chỗ nó kẹt trong vách đá này người ta dùng xà beng hay là người ta dùng cái gì đó người ta này thì nó chay thì giờ phải xử lý hết. Anh em để những cái chỗ này thì nó sẽ bị thối mấy anh em. Đó, anh em thấy không? Đó, còn ở cái cục đất thịt này anh em lưu ý giúp mình, cái cục đất này thì anh em mình lấy ra được bao nhiêu thì chúng ta lấy, còn chúng ta không lấy được là chúng ta không cố gắng cày nó ra nha mấy anh em. Bởi vì trong này nó sẽ có rễ non, cái rễ non này nó sẽ giúp cho cây là rất là phát triển, mau phát triển và mau phục hồi, sự sống của cây sẽ có, anh em lưu ý giúp mình ha. Còn nếu mà nó ít quá nó dễ bể thì chúng ta cày bỏ đi, bởi vì cái đất này sau này nó sẽ làm dơ trong cái chậu của mình và nó sinh ra đồ chua đồ bở hát cao dẫn đến cây của chúng ta không phát triển, anh em lưu ý cho mình ha. Còn nếu mà nó đã có rễ non nhiều thế này rồi, cái bầu đất nó bám dính như thế này rồi thì anh em mình không hạn chế cày nha. Nếu anh chỉ dùng vòi nước phun nhẹ và cái nào nó ở thì nó ở, cái nào nó bay thì nó bay đi đó, lưu ý cho mình. Thì đó là những cái kỹ thuật mà mình muốn chia sẻ với mấy anh em. Và cái phôi, những cái phôi càng già, những cái phôi càng già nó có nhiều rễ non anh em mình nên trồng liền. Còn những cái phôi của nó mà kiểu nó bự và nó không có cái độ già, có nghĩa là thân của nó không có bị nhìn nó không có già và cắt không đâu á, thì hoặc là ở dưới nó có dài cái rễ lớn bằng cổ tay cổ chân, mình tính còn 5 6 đến 7 cái rễ thôi, thì chúng ta nên trồng quên chú xin lỗi anh, chúng ta nên để trong mát và tụ quải lên tưới nước khoảng 10 đến 15 ngày đến 25 ngày chúng ta mới trồng nha mấy anh em. Thì đó là những cái kỹ thuật về cây hải châu cũng như dâm ủ cách trồng chia sẻ anh em hết. Và lưu ý giúp mình là hạn chế ngâm các thuốc kích thích Aetonic, vì lúc này chúng ta ngâm vô cái cây của chúng ta nhiều quá nó sẽ dẫn đến ngộ độc cái cây. Bởi vì anh em hiểu sai ra là cái thuốc Aetonic này anh em đọc trên nó giùm mình thì là nó dùng để kích rễ cho những cây đã có bộ rễ khỏe,
chứ không phải là mình đi kích rễ cho những cây phôi của mình. Anh lưu ý với mình ha. Thì nói chung á là anh em mình phải sử dụng nhiều thì mới hiệu quả, nên anh em mình sử dụng là chất trồng là cát sạch với xơ dừa. Chúng ta giữ ẩm, cây nó ra rễ khỏe, khi mà nó ra khỏe cái chiều dài của cái lá của cây mấy anh em nó khoảng 1 gram tây hoặc là 2 gram tây, và là nứt đợt 2 đợt 3 thì chúng ta mới tiến hành chúng ta cưa kích rễ vô, và rất tốt, rễ phát triển rất nhanh, cây rất khỏe. Đó là cách sử dụng thuốc kích rễ đúng đúng đắn nhất ha. Mình xin cảm ơn mấy anh em, có gì anh em cần tư vấn liên hệ về Bonsai VN, số điện thoại Zalo 0932411987. Cảm ơn mấy anh em đã xem video.